cho rồi. Đấy, vậy là xong cái món của anh em mình rồi nhá. Mình nhồi tất cả vào bụng và ở bên ngoài nữa. Nói chung là cái món này mình cũng chưa làm bao giờ, cũng muốn thử để đấy thôi. Người ta gầm hầm ngan, hầm gà, mình hầm vịt. Hầm gà, mình hầm ngan. Em nghĩ ngon cả lại. Mà lại còn chơi cái quả đập đất với lại kia nữa cơ. Dạ. Ngọt đấy. Để dưới bạc cái này. Đây. Ui. Đắp mộ của mình. Đó. Mày là mình đi. Quan trọng là ốp lại ngược lại nữa. Đấy, không. Đấy, bây giờ nhá. Mình lấy thêm nước lên để sẽ đắp đất bằng chảo nhé mọi người nhá. Sẽ làm một lớp và coi như là cái chảo này sẽ làm một lớp đất nữa. Đó. Khi đốt cháy nó đi thì cái chảo này nó có tác dụng như một lớp đất. Nó đốt cả ở dưới. Đây. Không không. Đốt cả cái chảo luôn này anh ơi. Đốt cả chảo luôn. Ai chơi dễ hơn nhỉ. Đỡ phải đỡ bị nó. Làm một lớp từ cái chảo đã. Nhưng mà có cái này là hơi khó là không biết là bao giờ nó chín ấy. Đây sẽ là món ngan đắp đất của anh em mình nha. Sẽ đắp đất kiểu mới luôn. Kiểu này thì nó sẽ kia hơn. Hôn ở trong mà mình chấm gì ở đấy. Kiểu này nó sẽ ok hơn. Tại vì nó sẽ bọc ở dưới được ok nha. Và đốt nó đại khái là thôi tí nữa thành công thì mới nói tiếp được. Chứ không thành công thì cũng không biết được thế nào mà lần. Đúng rồi mọi người. Và nếu mà thành công mình hy vọng là ở trong đấy này cái gì nhỉ, thuốc bắc này với lại những cái gia vị ở bên trong ấy, nó nhũn là ăn thịt khuê. Ui anh ơi, em có cách là nó chín ở bên trên nữa đấy. Không cần phủ rơm lên. Không cần tí nữa mình cứ đốt cật lực. Mình sẽ làm video này làm tận tối nha, tối ăn mới thưởng thức để cho nó ngon. Sẽ ninh khoảng tầm 5 đến 6 tiếng kinh điển luôn thôi, như kiểu ngan hầm dư luôn thôi. Đến giờ nó khô cái mặt rồi mọi người nhá, sẽ bắt đầu phủ rơm lên để đốt mặt trên nữa. Mình sẽ phủ rơm để đốt mặt trên, chưa cho củi vội tại vì cho củi nó sẽ cái đất nó sẽ vữa ra. Mình đốt sẽ nóng cái củi trên đi, cái mặt trên, lớp đất mặt trên đi, xong rồi sẽ phủ củi lên trên đốt cho nó nóng. Như thế này cho nó cứng thịt đã mọi người ạ. Hôm nay là mình quyết định hy sinh cái chảo của mình. Tại chảo bằng nhôm này khả năng là nó sẽ bị nóng quá mà. Nãy mình đắp đất hơi dày, không biết là nó có ổn không á. Chắc là không ổn đâu. Nhưng mà sợ nó lâu chín ấy. Đấy, tình hình là sắp tối rồi nhá mọi người nhá. Mình đã ngửi thấy mùi thơm từ những cái kẽ nứt của con ngan này rồi. Chắc chắn là nó chín nhưng mà không biết có mềm không anh nhỉ? Nếu mà muốn mềm chắc là phải để lâu lâu để đến khoảng tầm 3 tiếng nữa, nhưng mà anh em mình đói lắm rồi. Ôi, con này cũng mày thích làm dê nóng à? Nhấc nó vào trong này.
Cho nó làm gì nóng. Đó, đưa gì đây? Rồi. À bây giờ sẽ nhấc nó vào trong trong kia nhá. Ok. Ui anh ơi. Chết, anh làm bằng chảo rồi. Kệ nó. Được món ngon thì cần cái chảo nữa. Lên lên quê ra sang đây để gõ. Đây. Ấy, mọi người nghe thấy cái tiếng sủi không? Đó, thấy chưa? Nghe tiếng sủi chưa? À lấy mâm. Đấy, ấy, bắt con dê vào trong đi, không nó chạy lung tung. Rồi anh em mình sẽ bắt đầu khui hàng đổ hắt ra dao nhỉ? À thôi. Chạy từ từ nhá mọi người nhá. Đấy. Đấy, nó phải như thế này. Chứ mọi khi anh em mình làm ấy, nó còn chưa chín nhỉ anh nhỉ. Nó còn chưa khô. Hôm nay là thoải mái thời gian luôn mọi người ạ. Đấy, đất nó phải mấy chứ. Đất nó phải khô như thế này. Mình phải làm sao để khui một phát được nó ra luôn. Bây giờ nhé, anh đổ vắt ra chân này. Đổ sợ nó chảy nước, mất nước không? Không. Phải có nhà máy luôn đấy. Không. Mình nghĩ mình sẽ khui theo. Khui dần dần. Để em lấy cái em cỡ đi nhé. Cái này cao này. Cao 4.000. Ra được này. Thèm nhỉ. Lâu lắm mà không ăn ngan. Ngan lại còn muốn đồ ngon đặc sản đi đi. Chín thì mình khẳng định chắc chắn 100% sẽ chín mọi người nhá. Mà có nguy cơ còn cháy cơ. Không cháy. Nhưng mà ui, chọc. Đây đây chọc rồi. Đấy, thấy chưa? Còn nước này. Vẫn sôi này. Vẫn sủi. Ui, ra nước rồi đấy à? Ra nước rồi. Vẫn sủi kìa. Anh ơi, chỗ anh chọc thủng. Không. Nó chảy nước xuống dưới. Nghiêng nó chảy đi. Không. Giữ nước chứ không anh úp. Mình giữ nước chứ không mình úp nó luôn ra kia rồi. Ra sân rồi. Đấy. Quan trọng nước trong người nó thôi. Quan trọng nước bên ngoài. Đây, anh cái xẻng đây. Đấy, xẻng nó phải dễ không anh? Cào dễ hẳn luôn nha. Nhà mình ở cạnh xưởng gạch thế nên là nó hơi ồn, mọi người thông cảm một chút nhé. Mà đại ca bảo là nghiện tiếng gạch, phải có tiếng gạch mới ngủ mới ngủ được. Chảy nước ra này. Kinh chùa. Ngon nhỉ. Đấy, bây giờ mình sẽ khui hàng ra nhá. Có hẳn ra ngoài khui. Không, khui đây luôn. Wow. Sợ rơi ra phát là mất ăn đấy. Wow. Ui, chảy luôn này. Ui cha. Chảy luôn này. Cây chuối này, lá chuối này, lá chuối tất cả. À, bây giờ nhá, khiêng cái lá chuối này riêng ra mâm. Đấy, đấy, đấy. Tại vì lá chuối này không bị bẩn. Đấy. Bả. Hay là khiêng con vịt ra này. Lấy cái rễ ấy, lấy rễ ăn ấy. Cháu góp vào đấy, trong mắt cho đây. Ui, thơm ạ. Ui, trời. Đỉnh của chóp luôn anh ơi. Nào. Bây giờ khui ra, lấy luôn cả cái lá chuối này. Nhắc lại chuối bắt là lên. Không, nhắc lá chuối nó đứt chứ. À, để lấy anh kìa. Đây. Đây, cọ cái này đi. Cọ cái này đi. Đấy, cái này phải từ từ nhá mọi người nhá. Ngon lắm. I want nobody, nobody but you. Wow. Phải thật cẩn thận. Tại vì lâu lắm rồi mình mới làm được một cái món ngon. Này. Đẹp lắm rồi đấy. Món này bao ngon luôn rồi kìa. Ai, em thích ăn cái lá đấy cơ. Nào. Lá này chú. Nào, bóc. Ui, vui rồi ấy. À. Nào. Mâm. Ui chà. Ấy. Ui thơm lắm anh ơi. Mùi cái ngải cứu này như kiểu là gà hôm ngải cứu ấy. Được. Quê lắm. Được này. Đấy. Bao ngon luôn. Nào. Ây à. Rồi. Ngon
lắm. Dưới vào đây để tí nữa cho. Tí nữa cho đấy. Tí cho vào nước chấm. Ngon đấy, ngon đấy. Wow. Ok đi. Mày này cứu nha. Ôi ngợi buồn. Vào nhà cho đỡ ổn. Chiên này. Với con két này đợi đây tí cho xương. Wow, đấy mọi người đã thấy. Ui giời. Ui. Cố gắng nha. Ui mềm rồi em ơi. Mềm chưa? Bây giờ mình lấy cho anh lấy cái kéo ấy kìa. Cho anh cái kéo. Ok luôn. Ui. Ui nhìn nó vàng rồi. Ui. Ui mời mọi người mình sao nhá. Ui ôi cái mỡ lắm. Nó béo nó ngòi lắm. Bây giờ mình sẽ sọc một phát ra khui hẳn cái này ra. Cũng khá là mềm rồi đấy. Nhưng mà chưa được mềm lắm. Nếu mà con vịt này, à con ngan này mà hầm mà đến khoảng tầm 4 tiếng nữa ấy, thì mình nói thật ra là quá là ok. Ấy, lấy kéo hoặc dao con cũng được nhưng em. Nhưng em đói lắm rồi. Mình sẽ khui tạm vào cái à, cho con đi nha. Ở trong này ra nhá. Ui, ui. Đây. Mềm mềm mềm. Ui tim. Ui, tim thì em cắt được, em cắt được. Đấy, cắt được. Cắt phần nó lôi là nó ra mà. Đây, nó đỏ này. Rồi, cho mọi người xem ở trong loại nào nhá. Mình phải làm tim. Vẫn chứ gặp mọi người kéo nha. Đâu, kéo đâu, kéo đâu. Lấy kéo đi. Rồi. Không, không dao, không, không. Không. Cắt nó. Ừ, ừ, à, cho mọi người. Wow. 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 Nó bỏng quá mình không không sờ tay vào được. Rồi cái mùi thơm của mọi người biết cái thuốc bắc với lại ngải cứu nó thơm nó quyện vào nhau nó ủ rồi nó tuyệt vời đến mức như thế nào rồi đấy. Đó, đây. Thấy chưa? Wow. Rồi ok rồi. Đó. Nó mới phải vui vẻ cứu xuống nhỉ. Wow. Mình sẽ ra xin phép mình làm một miếng ức nó xem nó thế nào nhá. Wow, khá là mềm rồi. Nếu mà để thêm tí nữa thì ui. Ui chà, trắng ngọt lắm nhỉ. Mời mọi người nhá. Ngồi đâu ơi. Ngồi đâu. Thật là tuyệt vời. Cho em xin nhớ. Sao lại có những người nấu ăn ngon và đẹp trai như thế này? Sao lại có những người vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon nhỉ? Thế à, mời cái chị như ta gọi là anh chú. Mình già. Nhiều lúc thấy các em nói mình như thế, mình về mình định tự tử đấy. Chà. Nhưng mà không nỡ đi giết đi người đẹp trai nhất thì đúng không? Ngon nhất mọi người. Đây này, đây này, đây này. Mình ăn kèm cái này. Mình ước cái là nếu mà được mềm nhũn nha. Tức là nhá, cầm cái chân ra xong rồi nó nhũn nha. Mai mình sẽ làm lại một cái món nữa như thế này nhưng mà sẽ... À, thật nhiều. Thôi nhỉ anh ơi. À, mình có ý tưởng rồi. Hãy xem. Thôi xem. Ý tưởng của mình sẽ kiếm một cái chum thả thật nhiều vịt gà vào và thuốc bắc mở ngoài và